Xin chào tất cả mọi người. Sau gần một năm làm clip thì kênh YouTube Nông Dân Làm Giàu của mình thì đã làm được gần 60 clip rồi. Thì cũng có một số anh em tâm sự của mình là rất nhiều các clip chia sẻ về kinh nghiệm nuôi, nhưng mà cái kênh của mình chưa có một clip nào mà để thông tin cho anh em đầy đủ với cái việc mà ghép bồ câu như thế nào mà nó khỏi phải đánh nhau ấy. Với lại là có quay được cái cảnh mà bồ câu đạp mái không? Đạp mái như thế nào? Tại vì hầu như ở trên các trang mạng xã hội thì hầu như chưa có một cái kênh nào mà nó quay được cái cảnh chim bồ câu đạp mái. Nếu mà có thì cũng rất là hiếm. Thì nhân dịp cái quá trình mà trao đổi với những anh em khác á, thì mình cũng ở trại mình mà, thì mình cũng ở trại thường xuyên, thì mình cũng hy vọng để quay được một số những hình ảnh về bồ câu đạp mái cho anh em xem luôn. Bồ câu ở trại mình là bồ câu Titan Thái siêu thịt anh em nhé. Thì bây giờ là mình ghép cho anh em xem thử luôn này. Mình sẽ ghép cho anh em xem thử là nó có đánh nhau hay không. Ở trại mình thì cũng hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho anh em biết luôn, đó là trước khi mà mình ghép cặp anh em ạ, thì nếu mà được có thể thì trước đó vài bữa thì anh em có thể để chúng nó gần nhau. Ví dụ như là để ở hai cái chuồng hai bên sát nhau thì khi mà ghép cặp thì nó cũng sẽ chịu nhau hơn. Đây anh em có thể thấy là lúc nãy mình vừa ấy bỏ vào thôi, nhưng mà bây giờ nó cũng bắt đầu vờn nhau rồi này. Đây là cái ống kính của mình cũng để xa anh em ạ. Mình để gần là nhiều khi nó ngại, mình quay cũng khó đấy. Nên mình cũng zoom lại cho anh em xem. Anh em có thể thấy là cặp này nhìn rất là to này, con trống nhìn rất là to. Đây là bồ câu Titan Thái siêu thịt anh em nhé. Mình cũng hy vọng là hôm nay quay được một số hình ảnh độc đáo để cho anh em xem. Đấy, nó đang vờn nhau này, kiểu như đang tán tỉnh nhau anh em ạ. Cặp bồ câu này thì tầm được là khoảng hơn 5 tháng rồi, là nó chuẩn bị vào đẻ rồi, mình mới ghép cho anh em xem này. Đấy, nó đạp mái rồi anh em ạ. Nhưng mà chắc lại không được rồi, chắc con mái nó không chịu. Có rất nhiều anh em nhắn tin mình là hỏi mình cái kinh nghiệm ghép bồ câu như thế nào để nó không đánh nhau á, tại vì có một số con nó đánh nhau mà nó nhiều khi nó bị tét đầu luôn anh em. Nó mổ rỉa lông này, nó mổ cái tét đầu. Với những cái con hung hăng á, thường thường đa số như là những cái con trống á, nó hung hăng, nó không chịu thì nó đánh ghê lắm. Tại vì mọi người cũng hiểu đơn giản á, nhiều người họ cứ ghép lung tung á, như con mái quá già lại ghép với con trống nó quá già ấy, thì mình lại ghép với con mái nó quá non, nó chưa vào độ tuổi thời kỳ mà sinh sản được ấy. Thế anh em ghép như thế là đánh nhau đúng thôi, nó đã đến thời kỳ sinh sản đâu mà anh em ghép được. Thì giờ mình đi thử một vòng này, lát nữa mình quay lại để cho anh em xem. Với cái điều kiện khí hậu ở trên Tây Nguyên này thì rất là thích hợp để nuôi bồ câu anh em ạ. Anh em có thể thấy là những cái cặp bồ câu ở trại mình cũng rất là to này. Những cặp bồ câu nhìn rất là thích luôn, lông của nó rất là mượt anh em ạ. Mình cũng thường xuyên xem những cái trên những cái kênh của những anh em khác ở các khu vực khác nuôi, xem là cái bồ câu của nó cái lượng, thứ nhất là cái độ mượt lông cũng như là cái độ lớn của chim á. Thì mình thấy có một số anh em nuôi thì nó cũng không đạt như thế này đâu. Có nhiều trại con rất là bé. Những cái giống đó thì mình cũng không biết được là nhập ở đâu. Nhưng mà ở trại mình là cái giống này thì giống của Thái luôn, nó siêu thịt. Nên anh em nào mà có nhu cầu thì cứ đến trại mình, thì mình sẵn sàng cung cấp giống cho anh em nuôi. Đây là những cặp chim là vào đẻ hết rồi anh em ạ. Những cặp nào mà nó ấp á, thì mình cho nó ấp luôn. Còn những cái cặp nào mà nó không chịu ấp thì ở trại mình cho ấp máy hết. Ở trại mình có hỗ trợ mua máy để cho chim bồ câu, ấp cho chim bồ câu mà. Còn những cặp nào nó ấp thì thôi. Những cặp này đang ấp thì mình cho nó ấp luôn anh em này.
anh em có thể thấy là những cặp chim ở trại mình rất là khác biệt so với những cái trại khác luôn. Cho anh em tham khảo thử những cái clip ở những trại khác luôn. Đây mình, hình ảnh của mình là thực tế ở trại mình luôn, anh em có thể so sánh rất là dễ dàng. Lát nữa mình đi vòng lại cái vòng cặp hồi nãy mình ghép để xem nó có đạp mái không anh em nhé. Đây anh em này, sau một vài tiếng đồng hồ vờn nhau anh em thì hiện tại thì bây giờ nó cũng quen dần nhau rồi đấy. Anh em có thể thấy là nó không còn còn vờn nhau như hồi nãy nữa, mà nhìn có vẻ rất là thân thiết luôn, nhìn có vẻ rất là thân thiết. Đấy, cái này ở trại mình những hình ảnh này thì mình thấy thường xuyên luôn, nhưng mà nhiều lúc mình không có cầm máy quay, mình cũng khó quay cho anh em xem. Những cảnh này mình hay gọi là hôn nhau anh em ạ, chim nó cũng có hôn nhau anh em nhé. Anh em không biết những anh em khác như nào, nhưng ở trại mình thấy là chim cũng rất tình cảm luôn anh em ạ. Nó cũng có hôn nhau đấy. Những cặp này anh em thể thấy này, đây hôn nhau. Nhiều khi mình vô trại mình thấy rất là vui luôn. Nhiều khi muốn làm thật nhiều clip bình luận cho anh em xem về cái những cái cặp chim bồ câu, về những cái cảnh thú vị của nó, nhưng mà nhiều lúc có những hình ảnh xảy ra bất chợt mình không quay được đâu anh em ạ. Nhưng hôm nay cái cặp này sao mà nó cũng chịu diễn để cho mình quay thế. Mình đứng cũng khá là xa để quay cho anh em xem đấy, chứ đứng gần là nhiều khi nó không có diễn đâu anh em ạ. Sau một hồi vờn thì không biết là nó có đạp mái không anh em. Anh em thử đoán xem nó đạp không, mình cũng rất tò mò đấy. Thế rồi cuối cùng nó đạp mái rồi anh em này. Anh em thấy hình ảnh rất thú vị đúng không? Tôi là tôi quay video tôi cũng nhắm mắt lại để tôi theo dõi đấy. Những hình ảnh rất là sexy ở trên kênh Nông Dân Làm Giàu. Anh em xem nhiều khi cũng có cho mình những cái phút giây thư giãn. Tại vì chăn nuôi thì chăn nuôi, chứ đôi khi mình cũng phải có những cái phút giây thư giãn cho mình. Nhưng đối với riêng mình thì mình quanh quẩn với những cặp chim bồ câu thì mình rất là thích. Mình thích nhìn những cặp bồ câu anh em lắm. Mình rất là thích chăm luôn. Anh em có thể thấy những cặp bồ câu của mình là cái chỗ cái cườm của nó nhìn rất là đẹp. Sau vài phút đồng hồ thì mình cũng quay được liên tục hình ảnh những cái con cặp bồ câu này đạp mái luôn anh em ạ. Hình như có vẻ là con bồ câu trống này nó đang rất là thèm rồi đấy. Tại vì vài hôm trước thì hai con này thì mình cũng tách ra để gần nhau, mình chưa có để nó vào chung này đâu. Thì mình hôm nay mình mới đem vào để thôi. Hình như có vẻ như nó chịu nhau anh em ạ. Khi mà con mái nó cho con trống nó đạp mái thì nó cũng đã là chịu nhau rồi. Như trước đó anh em thấy là nó cũng đã hôn nhau đấy, bây giờ nó đang vờn nhau này. Nhưng mà anh em cũng để ý nhá, không phải con bồ câu mái nào cái cơ thể của nó cũng giống nhau đâu, bởi vì có nhiều con ở chỗ cái bộ phận nhạy cảm của nó đây thì nó cũng khá là nhiều lông anh em ạ. Nên mà anh em nào mà chú ý với những cái con nào mà nó đạp nhiều mà không được thì mình cắt bớt, hoặc là cắt bớt lông ở khu vực cái đi để cho con trống thì nó dễ đạp mái anh em ạ. Đó là mình chia sẻ hết sức là thật tình luôn đấy. Đấy anh em có thể thấy không? Sau một khoảng thời gian canh me thì mình cũng đã cho anh em xem được cái hình ảnh là chim bồ câu đạp mái như thế nào, là chim bồ câu hôn nhau như thế nào luôn. Mình dám cá là những anh em khác là chưa xem là những cái hình ảnh này đâu. Rất là nhiều anh em chưa xem được. Nhìn mình ở trại thì mình nhìn bằng mắt thì thấy thường xuyên đấy, nhưng mà quay mà video để cho những anh em khác xem thì hầu như rất là hiếm luôn. Mình cũng hy vọng là những cái video của mình làm ở trên kênh Nông Dân Làm Giàu này thì ngoài cái mục đích là cung cấp cái thông tin cho anh em nuôi về những cái giống như thế nào thì sẽ cho anh em được những cái phút giây thoải mái luôn. Mình làm clip thì cũng gần năm nay rồi, thì cũng khoảng 60 clip rồi. Thì nói chung là có cần góp ý gì thì anh em cứ comment mạnh dạn ở bên dưới luôn.
hoặc là có thể nhắn tin trên fanpage cho mình, mình cũng lấy cái tên là nông dân làm giàu luôn. Anh em có thể lên trên đấy nhắn tin cho mình, hoặc là anh em có cần cái tư vấn những cái kỹ thuật nuôi nào thì hoàn toàn có thể nhắn tin cho mình luôn. Anh em có thể thấy là những cặp chim của mình ở trên khu vực Tây Nguyên này rất là to này, mà nó đã thích hợp với điều kiện khí hậu ở trên này đây anh em ạ. Mình nhìn mình rất thích luôn. Những cái trại khác hầu như là mình xem video là mình thấy cái chất lượng của nó không bằng mình đâu anh em ạ. Và clip này thì mình cũng xin dừng ở đây anh em nhé. Và anh em nếu mà thấy cái video của mình hay thì cho mình một like và cũng như là đăng ký kênh của mình anh em nhé. Xin chào tất cả mọi người.